con trai sinh một chị, con gái đẻ nữ hài cô đảm đang. Nhà mấy giàu có cô gái đẹp rõ ràng, có cô gái đẹp đẻ còn đang đi kén chồng. Chả mấy tham ông ký ông thông kén người rẻ mà làm biếng, trông mong cái của nhà này. Có mấy chàng quê ở Sơn Tây xoa và làm biếng trong tay anh đại lười. Khen mấy thay thời làm biếng lạ đời cả nước Nam, tôi kén mãi được một người như anh. Và mấy cho ăn đẹp gia đình hai vợ chồng kết bối đẻ từ mảnh mà khăng khăng. Dầu đương thì phơi lúa tháng năm, đêm thì cái chõng ra để mời anh chẳng rẻ quay ra. Khen mấy thay chẳng rẻ cũng già ra, tháng năm rời nắng thì như đốt anh hòa anh không vẫy tay. Đòi mấy gà không thèm đuổi bằng roi, hai chân anh dậy mới lên đành đạch, cái miệng không ôi mà gà đi. Thì sấm chớp ầm thấy thì giời mưa to quá, chàng rẽ nằm lì ngoài sân. Ông mấy bà thời gặt ở đồng gần thấy giời mưa to quá, ông bà mau chân chạy ra. Về đến nơi thóc ướt nhè nhè trông ra vẫn thấy thì chàng rẻ nằm ngáy khè khè ngoài sân. Không cần hai vợ chồng ta già loạn khoạn để cố khinh anh rẽ vào. Kéo mấy mà rời mưa trôi tuột đang rẽ xuống ao, hai vợ chồng phí hại biết rằng bao bạc tiền. Khen mấy thay thời chàng sẽ sướng bằng tiên phòng, chờ bà thì mẹ vợ đi em cơm đến nơi vàng.
còn mấy như thời cái tội anh vào ra ngồi anh lê anh sẽ để vợ ba kiên hè đêm mấy hương thời tiền định mà suy giữ người lười như thế có làm gì ăn nên đi ăn